Rồi, Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay thì Thắng sẽ mang đến cho anh chị một mẫu xe để chúng ta đi gia đình nè. Chỉ dành riêng cho đi gia đình thôi. Chứ chạy kinh doanh dịch vụ thì nó hao xăng lắm anh chị. Đi nó không có lợi nhuận nhiều quá. Thì và nhà sản xuất người ta cũng tạo ra cái phiên bản này dành cho anh chị đi gia đình. Đó là chiếc Fortuner máy xăng phiên bản một cầu nha. Trước mặt anh chị đây chính là chiếc Fortuner 23. Máy là 2.7, động cơ là 2.7 nha. Xe đi được 93.000 cây, mang biển số thành phố màu bạc. Và xe này á thì giá thành nó chỉ có 475 triệu thôi anh chị. Thắng công bố cái giá luôn để cho anh chị chúng ta nắm. Và đối với một số tiền nó chưa tới 500 triệu là anh chị đã có được một chiếc xe 7 chỗ gầm cao. Và nó rất là bền bỉ nè, rất bền bỉ và đi gia đình rất là êm. Số tự động nữa. Xe này thì bên Thắng đã hoàn thiện xong cái khâu kiểm tra chất lượng và làm đẹp rồi. Xe về thì chắc chắn có chạy xước anh chị, bên Thắng cũng đã sơn sửa đồ lại hết rồi. Còn về đâm đụng tai nạn ngập nước thì những cái đó thì bên Thắng cam kết nha, anh chị chúng ta yên tâm. Lớp liếc nè anh chị, lớp thì được thay mới rồi nè. Còn gây gió luôn nè. Lớp này chắc anh chị mua về đi khoảng độ cỡ 80.000 cây chúng ta mới thay á. Mà mình đi gia đình mà để đạt được cây số mà 80.000 cây nó rất là lâu luôn á anh chị. Rất là lâu luôn. Đắt lớp là năm 2023. Rồi đăng kiểm đường bộ thì xe còn đăng kiểm đường bộ tới năm sau nha, tháng 6 năm 2024. Màu sơn là màu bạc thì nó cũng tương đối dễ vệ sinh chăm sóc. Nhìn cái màu thì nó bình thường anh chị. Màu bạc này là cái màu dễ vệ sinh chăm sóc nhất luôn. Lớp 4 chiếc lớp ngon lành luôn. Lớp cả cái lớp dự phòng cũng còn gai gió luôn nè anh chị. Nè. Lớp dự phòng còn gai gió luôn. Xe phía sau thì có hai cảm biến hỗ trợ anh chị chúng ta khi mà dây xe á, cứ cái khoảng cách khoảng 1,5 m thôi là nó sẽ kêu cái tiếng tít tít bên trong á để chúng ta biết được có vật cản và chúng ta an toàn nha. Rồi, khoa hành lý nè. Khoa hành lý thì chúng ta có thể gặp cái hàng ghế thứ ba này là như thế này. Được cái khoa hành lý nó rộng hơn. Ở bên trên thì được bọc trần anh chị. Phía dưới thì có chạy sàn simili. Đây là cái miếng thảm của chủ trước người ta để lại nè. Túi đồ nghề con đội trong đây. Xe thì vẫn còn đủ hai chìa khóa. Ghế nè, còn bên tinh nè. Hàng ghế thứ ba thường ít khi ít có người ngồi lắm, tại xe 7 chỗ thường hàng ghế thứ ba dựng lên để mà chở đồ anh chị. Ôm nắp xăng. Xe thì có dán phim rồi. Tabi nè. Nội thất màu kem thì cũng tương đối sáng nha. Ghế da zin. Có may là mấy miếng hôm trước về anh chị, có mấy miếng này nó cái chỗ mà mới á, là cái mấy miếng nó bị lâu quá nó bị nhăn á, bên Thắng đã cho mai lại. Còn phần còn lại là giữ zin hết, giữ zin của bộ ghế. Trần ni lông, điều hòa phía sau này, có cái cửa gió nè. Gầm cao. Rồi phía trước khoang lái nè anh chị, tabi nè. Ghế chỉnh điện nha. 23 mà có ghế chỉnh điện là cái xe cũng dạng cũng cao cấp rồi đó anh chị. Phía trước nè, cỡ này là cụm điều chỉnh á, chỉnh cái độ sáng của đồng hồ, còn này là khóa trung tâm. Cái này là điều chỉnh gương. Vô lăng. Mới tinh. Phần nhựa nè. Hộp số tự động là 4 cấp nha. Điều hòa tự động. Xe này thì vẫn là cái đầu đi CD. Thì anh chị nếu mà mua mẫu xe này, mình Thắng sẽ hỗ trợ tặng cho anh chị cái đầu DVD nha. Tặng cái đầu DVD tích hợp với cam dê luôn anh chị. Để khi mà chúng ta vô cái cần số ở vị trí R là vị trí dê nè, thì nó sẽ hiện cái hình trên cái hình ảnh phía sau đó, lên trên cái đầu DVD. Thì chúng ta lái xe an toàn. Tại vì Thắng thấy bây giờ đa phần á, ít nhất tối thiểu cũng phải có được cái đầu DVD để mà chúng ta có thể thấy được hình ảnh nha. Và nghe nhạc Bluetooth rồi nó cũng dễ nữa. Với lại là tặng thêm cho anh chị cái camera hành trình đó. Camera hành trình để chúng ta lưu lại những cái hình ảnh khi mà chúng ta lưu thông trên đường để chúng ta an toàn. Thì đối với mẫu xe này bên Thắng sẽ hỗ trợ tặng cho anh chị cái đầu DVD, cam dê và camera hành trình nha. Và với mức giá chào bán là 475 triệu nha anh chị. 475 triệu Fortuner 23 phiên bản máy xăng số tự động một cầu. Anh chị nào đang có nhu cầu về mẫu xe này á thì cứ liên hệ với Thắng và Thắng sẽ trao đổi qua điện thoại để anh chị dễ nắm hơn nha. Rồi sau đó thì hỗ trợ anh chị lên coi xe nè, ta lái thử, ta cảm nhận rồi chúng ta hãy đưa ra quyết định. Rồi, rất cảm ơn anh chị đã xem video về chiếc Fortuner 23 ngày hôm nay nha. Và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.